sẽ mang đến các bạn những cảm xúc yêu thương của tình yêu đó. Và các bạn vị cùng nhất ca khúc Tôi Yêu Vĩnh Hoàng trình bày bởi các bạn đến từ công ty Tháp Tinh Đồng Tháp. Và cái một vị tiếp theo là ca khúc Xuân Quê Ta của Hương Cương.
con xin cảm ơn cô Căn, cảm ơn cô Đảng, cô là người sáng lập ra Vĩnh Hoàng ngày hôm nay. Chúng con rất tự hào là người con của Vĩnh Hoàng. Chúng con xin cảm ơn cô rất nhiều ạ. Vâng, và có lẽ bài hát Vĩnh Hoàng là một cái niềm đam mê bất tận dành cho những người làm việc.